Ngọc Ngân, tới giờ công phu rồi, sao con còn ngồi đây? Sư phụ ơi, con nhớ cha mẹ con lắm sư phụ ơi. Được rồi, con vào công phu đi, ngày mai thầy sẽ dẫn con về thăm cha mẹ nhé. Sư phụ ơi, con cảm ơn sư phụ. Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành vỗ tới chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Kinh lại pháp là phương giải thoát, gông chân chuyện nghi vác từ xưa. Pháp tu chân đắng kịp nhờ, đâu ngồi qua đến bến bờ bên kia. Xuân
Vừa qua ta đã cho con nhìn thấy những hình ảnh của cha mẹ đã tạo tầng nuôi con. Thôi con hãy ở lại ráng tu hành để trả ơn cho cha mẹ. Thôi ta đi. Làm đẹp tổ tiên nòi giống